Thì thầy sẽ nói là cái nguyên nhân mà nó phát sinh lên cái bản ngã và mà tu hành như thế nào để mà giải thoát được cái bản ngã đó. Trong tất cả mọi người á, là ai cũng có 6 cái yếu tố. Một á, là đất, 2 là nước, 3 là lửa, 4 là gió, 5 là hư không, và 6 là cái tánh biết. Là mỗi người chỉ có chừng đó thôi, không có ai hơn được cái nào hết. Tức là tất cả mọi người đều bằng nhau, cơ bản là bằng nhau. Tức là chất liệu, cái tính chất hay là cái cơ cấu hình thành của một con người ấy, hay là có thể nói là của tất cả chúng sanh ấy, thì nó giống nhau. Đó là nó có 6 cái yếu tố như vậy. Thực ra là tất cả chúng ta đều là bình đẳng trong 6 cái yếu tố đó. Nhưng mà bởi vì 6 yếu tố đó, đó nó xuất hiện ở trong mỗi vật hay là ở trong mỗi người, lại là tùy thuộc vào cái nghiệp của người đó. Cái nghiệp này là hình thành, đó là đại khái như thế này. Bây giờ mình nói như thế này cho nó dễ hiểu. Giờ đưa cho mỗi người 6 cái yếu tố để làm bánh. Nhưng mà khi đưa cho mỗi người á, thì mỗi người nó sẽ làm ra một cái bánh khác nhau. Nếu như đừng có ai dòm ai hết trơn á, ai cứ đem riêng về mỗi nhà là cứ 6 yếu tố đó rồi đem về nhà, ai muốn làm gì sao, ai muốn làm bánh kiểu gì đó làm. Rồi ngày hôm sau đem lại mà cho lại với nhau á, thì cũng ai giống nhau hết. Mà là đưa cân lượng về 6 cái yếu tố đó, đó thì đều giống nhau. Người thì làm ba cái bánh cứng, người thì làm ra cái bánh mềm. Là tùy theo những cái yếu tố trong cái 6 cái đó đó là sử dụng là gia giảm nhiều ít trên sao đó. Thí dụ như bây giờ là mình sử dụng lửa nhiều hơn hay là đất nhiều hơn một chút, gió nhiều hơn một chút thì nó sẽ ra cái khác. Mỗi yếu tố đó khác nhau một chút xíu thì nó là đã khác nhau rồi. Cho nên do cái sử dụng của mỗi người mà nó hình thành ra là mỗi người mỗi khác nhau. Cho bây giờ là 6 cái yếu tố đó thì ai cũng giống nhau hết trơn. Cái bước thứ hai á là 6 cái yếu tố đó nó hình thành ra ở đây mọi người mà rõ ràng đang ngồi đây đó, thì nó sẽ hình thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi đó thì cái đó nó thuộc về là đất, nước, lửa, gió và hư không. Còn ý đó là nó thuộc về tánh biết. Thì cái năm yếu tố và cái tánh biết á là mình nói cái cơ cấu mà ở bên trong, nhưng mà khi thể hiện ra bên ngoài thành cái hình tướng á thì nó lại thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì á tất cả chúng ta cũng đều là có mắt, tai, mũi, lưỡi giống nhau. Bây giờ ngồi đây là ai cũng có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý hết đó. Lại một lần nữa, dù là hình thành ra do cái nghiệp như thế nào, người này thì cao, người kia thì thấp, người này đàn ông, người này đàn bà, nhưng mà cũng là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, lại là giống nhau thêm một lần nữa. Rồi bây giờ nó thể hiện từ cái đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh đó, nó ra thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhưng mà mỗi người là cũng đã khác nhau rồi, kể cả cái vân tay của mỗi người là cũng đã khác nhau rồi. Thì nó ra coi như là mỗi pháp là một độc đáo, không có giống nhau.
Và rồi á, lại là tùy theo cái nghiệp của cái người đó mà hình thành, hay là tùy theo cái duyên. Cái duyên ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hoa, như ngày hôm qua thầy nói là một cái hoa mà nó ở tại Úc này, cái màu hoa nó sẽ khác. Bây giờ đem vô một cái xứ khác, trong một thời gian cái màu hoa thay đổi ra thứ khác, cái đó là do cái duyên bên ngoài. Cái duyên đó là do duyên bên ngoài. Cái duyên đó là nó có mấy cái định luật. Cái định luật thứ nhất là định luật về Utu Niyama, tức là định luật đó là nó về cái thời tiết, về khí hậu, về những cái mà tạo ra cái bốn mùa đó, thì cái đó là gọi là Utu Niyama. Rồi một cái thứ hai đó là định luật về Bija Niyama. Bija Niyama đó tức là cái giống loài nào thì nó sẽ là đi theo cái giống loài đó. Thí dụ như cái ổi, nó lớn lên theo một cái chu trình của cái ổi. Cái cam thì nó lớn lên theo cái chu trình của cái cam. Và khi cái cam, cái ổi nó lớn lên, nó ra trái. Nó trái thì cái hạt ổi gieo lại thì nó cũng ra cái ổi. Mà còn cái cam mà cái hạt cam gieo lại thì nó ra cái cam. Tức là nó có một cái định luật mà bảo trì cái giống loài của nó. Mà khoa học người ta tìm ra cái gọi là gen, tức là nó bảo trì cái giống loài của nó. Đã sinh ra làm người rồi á, cho dù mình có cho ăn cái cám heo đi nữa, nó cũng sinh làm người, cho nó không ra con heo được. Phải không? Cho dù bây giờ một người mà sinh ra mà cho ăn cám heo thì nó vẫn ra người thôi, chứ nó không ra heo. Tại nó đã sinh ra cái giống loài nào thì nó ra giống loài đó, cho nên cái đó gọi là cái Bija Niyama. Rồi một cái nữa là cái Dhamma Niyama. Dhamma Niyama tức là những cái định luật mà do cái tương tác giữa cái pháp này với pháp kia. Ví dụ như là luật hấp dẫn vũ trụ, hay là cái luật mà rớt của một vật, hay là cái gì vậy đó. Tất cả những cái định luật đó mà bây giờ khoa học đang tìm tòi trong những định luật đó, thì những định luật đó được gọi là Dhamma Niyama. Và nó có một cái định luật nữa. Cái định luật đó là cái định luật về vật lý, hay là sinh lý. Còn một cái định luật nữa gọi là định luật về tâm, gọi là niyama, là định luật về tâm. Về tâm á, thì ví dụ như bây giờ, mặc dù là mình con người á, thì phát triển cái tâm ra rất nhiều mặt. Nói cái tâm ở đây tức là cái mà cái tánh biết á, tức là trong đất nước lửa gió không và tánh biết á, thì cái tâm này là thuộc về tánh biết. Ở nơi con chó nó cũng có tánh biết, ở nơi mình cũng có tánh biết, nhưng mà do cái sự phát huy mà nó mở rộng cái tâm hoạt động của tâm nó ra thôi. Chứ còn thực ra là cái tánh biết nó vẫn là một cái chung. Cái tánh biết đó nó hoạt động theo một cái quy trình riêng của nó, chứ không phải là nó hoạt động lung tung được. Nó hoạt động có vậy đó, nhưng mà nó hoạt động kiểu nào thì nó ra kiểu đó. Hệ suy nghĩ thì nó ra kiểu suy nghĩ, chú tâm thì nó ra thì chú tâm, mà cái gì ấy thì nó ra cái đó. Thế mà mình khởi cái kiểu gì đó thì nó sẽ ra kiểu đó, chứ không phải là mình khởi kiểu này ra kiểu kia lung tung được. Vì cả hai cái yếu tố này, tức là một vừa yếu tố về vật lý và yếu tố sinh lý, cộng với yếu tố tâm lý này, nó tạo ra một cái thứ năm, đó là định luật về nghiệp. Định luật về nghiệp. Thực ra bây giờ mình phải thấy ra đây, có nhiều người nói là cái gì cũng đổ cho nghiệp cả. Thực ra không phải. Nghiệp chỉ là một phần nhỏ trong cái hoạt động của trời đất này, trong cái thế gian này, trong cái vũ trụ này. Chẳng phải là tất cả mọi cái đều là nghiệp. Bây giờ ví dụ như thế này, bây giờ một người không có tạo nghiệp gì nữa cả, thì trời đất này nó vẫn cứ xuân hạ thu đông như thường. Phải không? Và bây giờ mình không tạo nghiệp gì cả, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe như thường. À, cái nghiệp á, Đức Phật á, thì là Ngài phát hiện ra cái nghiệp để giúp cho mình thấy ra rằng là mỗi người là quá cái nghiệp, chính cái nghiệp của mình mà tạo, mà là hình thành ra chính mình. Nhưng mà cái hình thành ra chính mình đó không phải là mình hình thành ra cái đó. Cũng như ngày hôm qua ai nói rằng là nhất thiết do duy tâm tạo, hay là do tâm mình tạo ra, trời tạo ra, thì không phải là tâm mình tạo ra nó. Không phải tâm mình tạo ra nó. Tâm là một định luật riêng. Vật lý là một định luật riêng, sinh lý là một định luật riêng,
chứ không phải là cái tâm là tạo ra cái vật này. Tuy nhiên ở trong nghiệp thì chính cái tâm tạo ra vật. Ví dụ như bây giờ mình nghiên cứu cái hoa này, rồi mình mới phân tích ra trong này nó có bao nhiêu cái yếu tố gì đó. Bây giờ khoa học người ta có thể sử dụng nhiều cái cách, có thể làm biến hóa cái hoa cúc này nó ra rất nhiều loại khác nhau. Tùy theo người ta tìm thấy ở được những yếu tố trong đó để người ta cho cái yếu tố nó nhiều hơn chút, yếu tố kia ít hơn chút, hoặc là người ta biến màu, tức là bây giờ hoa này một cúc màu vàng, bây giờ tôi muốn làm hoa cúc màu đỏ thì người ta sử dụng những cái yếu tố gì ở trong đó để biến nó thành màu đỏ. Thì cái đó là do nghiệp. Còn trong định luật này á, thực ra do nghiệp á, nhưng mà nghiệp đó nó cũng phải là có cái định luật của cái vật lý này. Dựa trên cái định luật của vật lý đó mà mình biến đổi ra, chứ không, cũng không phải là cái này là do nghiệp mình tạo ra. Nhưng mà cái nghiệp á, có thể là biến đổi theo cái ý mình. Cũng là một trường đó chuyện, cũng là cái tay này, nhưng mà cái tay có thể làm ác, nhưng mà cái tay này cũng có thể làm thiện. Cùng mắt này mình sử dụng trong việc thiện cũng được, sử dụng trong việc ác cũng được. Thành ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình là mình sử dụng theo kiểu gì đó thì sử dụng. Vậy mình sử dụng theo kiểu gì và cái hiệu ứng của nó như thế nào thì đó là cái nghiệp riêng của mỗi người. Qua chính cái nghiệp này, cái nghiệp này nó giống như một cái thử thách đó, để cho mình qua cái nghiệp đó mình mới khám phá ra được cái định luật của trời đất. Thì trong cái định luật của trời đất đó là trả lại cho bốn cái định luật kia, định luật về Utu Niyama hay là Bicha Niyama hay Thamma Niyama và Chitta Niyama, định luật kia. Cái nghiệp này nó tạo hình thành cái bản ngã. Chính cái nghiệp này đó hình thành ra một cái riêng. Mỗi người á, làm theo một cái cách riêng của mình. Bây giờ á, là mình quen trong cái cách riêng đó của mình, và bây giờ mình cho đó là một thế giới riêng của mình, cho nên nó hình thành cái bản ngã. Bây giờ mình trở lại là cái việc 6 yếu tố, giao cho mỗi người 6 cái yếu tố là đường, là bột, là cái gì đó ha. Xong rồi bây giờ cho mọi người thì mỗi người là theo cái cách hiểu biết của mình hay là theo cái thích của mình mà tạo ra cái bột khác nhau. Và khi tạo ra cái bánh mỗi người một khác nhau rồi thì lúc đó nó nói là cái bánh này là của tôi. Tại mình thích như thế này cho nên mình nói là cái bánh của tôi là nhất. Nó cứ hình thành theo kiểu như vậy đó, nó tạo thành một cái bản ngã tham sân si. Và lúc đó đó, khi mà nó đã hình thành cái riêng tư của mình và cho rằng là cái này là mình là đúng. Bởi vì tôi thấy như vậy, tại vì mình thích ăn cay cho nên mình bỏ ớt vô trong nhiều hơn chút. Trong 6 yếu tố đó có một cái yếu tố ớt chẳng hạn. Mình bỏ nhiều hơn chút, mình thích ăn cay rồi mình thấy người ta không ăn cay, người ta bỏ ớt ít chút xíu hết, thì mình nói là cái đó là dở. Nhưng mà dở là dở với mình thôi, chứ còn cái người kia là ngon. Cho nên đó, nó mới sinh ra cái là cái giống mình và cái không giống mình. Cho nên nó mới tạo ra một cái sự cách biệt giữa mình với người khác. Trên thực tế thì tất cả những yếu tố nó vẫn bằng nhau, nó vẫn giống nhau, nó không ai hơn ai hết trơn. Do đó, cái bản ngã nó làm một cái công việc là nó khám phá để nó thấy ra, để cho đến lúc nó thấy rằng là thì trái ra là có một lúc nào đó mình ăn cay, mình thích ăn cay, nhưng mà đến một lúc nào đó mà do một cái bệnh, do ăn cay sinh ra cái bệnh gì đó, từ đó mình sợ cay cho nên mình lại bắt đầu ăn ít cay giống như người bên kia. Tại sao người ta gọi là luân hồi? Luân hồi là như thế này. Lúc đầu á mình nghèo, mình mua khoai lang mình ăn thôi, rồi sau đó đó mình khá hơn chút á, là mình nấu sơn hào hải vị đủ thứ hết để mà ăn cho nó ngon thì ngon đó. Nhưng mà một ngày kia ăn hết trơn rồi đó, là lại thích ăn khoai lang trở lại. Nhưng mà cái hay ở chỗ là chính vì như vậy cho nên á, nó mới đi chu du hết tất cả các cái pháp để mà nó học ra, rồi cuối cùng mới nói ủa thì cũng bằng nhau thôi. Khi nó giác ngộ ra thì mới nói ủa, thì hồi trước mình phân chia ra cái này cái kia rồi mình chống đối nhau, rồi té ra cuối cùng á, khi đi khám phá nó hết trơn cả cái vũ trụ này rồi á, thì thấy rằng năm cái định luật đó nó cũng bằng nhau thôi, chứ đâu có ai hơn ai gì đó. Thì người chưa học cái này thì rút cuộc là cũng phải học cái bên kia. Còn cái người bên kia chưa học cái bên đó thì cũng phải học lại cái bên đó.
rốt cuộc là cũng phải khám phá ra hết cái cuộc đời này để mà thấy ra được tất cả cái định luật của trời đất. Thì như vậy là mình có một cái nhìn mà tổng quát để thấy ra được á, là do đâu mà hình thành cái bản ngã, do đâu mà đem cái lại phiền não khổ đau. Và như hôm qua thầy đã nói rằng là bây giờ như thế nào thì mình chỉ thấy như vậy thôi, chứ đừng có vội làm theo ý mình. Bởi vì thực ra nếu ý mình á thì cũng là lăng xăng đi chạy qua chạy lại thôi. Chứ còn á, các cái trạng như vậy á, kể cả bản ngã thì mình cũng thấy bản ngã thôi, sân thì mình cũng thấy sân thôi, tham thì mình cứ thấy tham thôi. Đức Phật ngài nói rất đơn giản trong kinh Tứ Niệm Xứ, chứ không phải cố mà đi tìm cái gì hay là muốn cố mà đạt cái gì hết trơn á. Bởi vì rồi tất cả cuối cùng á là phải chu du để mà thấy ra hết tất cả các cái pháp đó. Cho nên một vị Phật á, trong thập lực, tức là mười cái lực của một vị Phật á, có một cái lực là vô bất tri dị xả, tức là không có cái gì mà không từng trải nghiệm qua, chiêm nghiệm qua, chứng nghiệm qua và biết rõ qua rồi, thì khi đó mới là không bị dính mắc nó nữa, mới là xả nó đi. Tức là thực ra đó, nói rằng là mình tu tập phát triển từ cái tiểu ngã đến đại ngã thì nó sẽ trở thành ra một cái quan niệm rồi. Bây giờ không có một quan niệm gì hết trơn á, bây giờ mình đang như thế nào mình cứ học ra bài học của mình thôi, đơn giản là vậy thôi. Chứ đừng có nói là tôi cần phải trở thành cái này hay trở thành cái kia, bởi vì cái trở thành đó là nó tự nhiên, đó là chuyện của pháp không phải chuyện của mình. Thí dụ như bây giờ mình nói là tôi thích mùa xuân, cho tôi cũng thích mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì hết, thì như vậy á, trong một năm á, mình chỉ có hạnh phúc được một mùa thôi, còn ba mùa kia mình khổ. Nhưng mà nếu như mình á, cứ đến mùa xuân thì mình học ra cái lẽ của mùa xuân, đến mùa hạ thì mình học ra cái lẽ của mùa hạ, đến mùa thu thì mình học ra cái lẽ của mùa thu, đến mùa đông thì mình học ra cái lẽ của mùa đông, cứ chu du như vậy á, thì cuối cùng mình lại thấy ra được cả trời đất. Còn nếu bây giờ mình nói là tôi thích, tôi luyện cách nào mà để tôi giữ chỉ mùa xuân thôi, tôi luyện cách nào để trường sinh bất lão, cho tôi không thích là sinh lão bệnh tử ví dụ như vậy. Nhưng mà sinh lão bệnh tử đó là cái mà chu du của trời đất, chính chu du qua cái sinh lão bệnh tử đó mình mới hiểu thấu ra được tất cả mọi cái vui cái khổ, cái đúng cái sai của đời này. Cái sai của mình chính là chọn lựa dừng lại, mình dừng lại, mình tìm kiếm, mình cố gắng, mình đạt được cái gì đó thì làm coi như mình học được nữa. Cái pháp nó đi qua rất nhanh. Mùa xuân là coi chừng nếu mà không lo học mùa xuân đi đó, thì mùa xuân nó sẽ qua rồi mùa hạ sẽ đến. Mà mùa xuân là cái mình thích thì mình lại muốn giữ lại, nhưng mà nó qua đi là mình lại khổ. Còn qua mùa hạ cái mình không thích thì mình muốn cho nó qua mau, nhưng mà nó vẫn cứ phải 3 tháng cho nên đó, mình muốn nó qua mau thì mình cũng khổ. Cái nào mình thích mình giữ lại thì cũng khổ, mà cái nào mình không thích mình muốn nó qua mau thì cũng khổ. Sở dĩ thầy nói như vậy để mình thấy là cái hướng tu là cái gì. Tu là khám phá ra trời đất, khám phá ra được cái nguyên lý của trời đất, khám phá ra được năm cái định luật đó đó. Thế phá ra năm định luật đó, mình không thể nào mà mình nói là tôi không thích cái này, tôi chỉ khám phá cái này thôi, còn cái kia tôi không thích. Nhưng mà có một cái định luật, hồi nãy mới nói chuyện chơi với mấy Phật tử ở trong nhà đó, thầy nói là cái gì mà mình sợ, cái gì mà mình không thích đó, là cái đó nó sẽ đến. Vì ghét của nào trời trao của đó. Tại sao ghét của nào trời trao của nó? Bởi vì ghét của nào trời trao của đó để học ra bài học đó, chẳng thua làm sao được phải không? Cho nên là khi mà mình mà cứ có cái bản ngã mà cứ lăng xăng mà cứ cho rằng là mình phải thế này, mình được cái này, được cái kia, sợ cái này, sợ cái nọ là thế nào cũng học ra. Hình như cái cảm ứng á, mình để ý cái nào mà mình không sợ thì cái đó nó sẽ không đến. Bởi vì dường như trong này nó đã nó sắp đặt trong sao rồi, cho nên mình không thấy, mình không sợ. Mình biết là sẽ không có gặp cái đó cho nên mình không sợ. Nhưng mà khi mình sợ đó là tức là chuyện nó sẽ đến. nó là vậy. Nhưng mà tại sao mình lại phải sợ? Tại vì tất cả mọi cái đến, dù cái đó là thành hay bại hay được hay mất hay hơn hay thua, vui khổ gì đó, cái nào đến như thế nào thì mình phải học ra cái bài học đó. Cho nên thầy mới nói là trong nghịch lý
Chứ thái cực này nó có âm và dương. Ví dụ như bây giờ mình nói cho dễ hiểu là có ngày có đêm, có tối có sáng, có cao có thấp, là tất cả cái gì nó cũng có hai mặt hết đó. Cho nên nó lại gọi là âm dương. Âm dương nó là sinh ra tứ tượng, ví dụ như xuân hạ thu đông, hay là sinh trụ dị diệt, hay thành trụ hoài không. Thế là nó ra là bốn cái rồi. Bốn cái này nó sẽ hòa hợp với nhau mà nó ra thành tám cái, bởi vì nó có giữa cái mùa xuân với mùa hạ là nó thêm một cái nữa, thêm một cái x, thêm một cái y, thêm một a, một cái b. Thì như vậy á, bây giờ là nó thành là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và bây giờ nó thành 8 nữa. 8 cái này nó lại trùng trùng dương khởi với nhau, nó ra thành ra là 64. 8 lần 8 là 64, 88 tức là sự chồng chéo của cái 8 này nó ra thành nó 64. Thành nó sẽ ra nhiều trung bình này nữa. Mà 64 á là nó sẽ còn ra nữa, chứ không phải 64 sẽ sinh ra vô cùng. Nhưng mà bây giờ nè, ví dụ như quẻ này á là quẻ kiền. Kiền là cái làm được. Quẻ này là quẻ khô. Quẻ này là quẻ bỉ. Quẻ này là quẻ thái. Mình mượn dịch lý để mình nói về Phật giáo. Bởi vì thực ra trong trời đất này á, cái gì mà người ta tìm ra, Đức Phật cái ngài chưa không nói đến, có khi ngài không nói đến. Nhưng mà cái gì mà người ta tìm ra đó, là cái đó đã là đã thành là cái định luật của trời đất này rồi. Cho nên á, Đức Phật á, tại vì ngài là muốn nó chỉ cho chúng sanh thấy là cái gì là mà tạo ra đau khổ, phiền não khổ đau. Cái gì á, thì là chấm dứt cái phiền não khổ đau đó thì được an lạc hạnh phúc. Ngài là chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình đưa dịch lý vào thì mình sẽ thấy nó như thế này. Cái sự tuần hoàn cũng như là xuân này, xuân rồi qua hạ rồi qua thu rồi qua đông, là nó cứ đi theo cái chiều tuần tự của nó như vậy. Vậy thì bây giờ thế này, mình đang ở nơi quẻ kiền, ví dụ như một cái người đang là địa vị rất là cao, tài tình cũng đều là đầy đủ hết trơn, người đó đang ở quẻ kiền. Quẻ kiền thì đưa dần dần qua thái. Thái tức là hanh thông. Hanh thông rồi bắt đầu là nó quá khôn. Quá khôn tức là bên này là dương, bây giờ bắt đầu quá âm. Quá âm rồi thì từ từ nó lại quá bị, tức là bế tắc. Bế tắc rồi từ quá bị rồi nó lại trở lại kiền. Như vậy á, khi mà mình bế tắc á, chính là cái lúc đang đi lên. Mà lúc thì mình hanh thông á, thì là cái lúc đang đi xuống. Đó, một bên thì đang đi lên, một bên thì đang đi xuống. Vậy thì á, cái người giác ngộ là thế này. Trong dịch lý người ta nói là thời bị tắc bị, thời hanh tắc hanh, hanh tức là thái, thời hanh tắc hanh, tức là như thế nào. Cái chữ thời đó, chữ thời vì đó, trong dịch lý chữ thời vì nó rất quan trọng. Hôm qua hôm kia gì đó thầy có nói rồi, thời vì này là rất quan trọng. Thời tức là bây giờ, vì tức là tại đây. Bây giờ mình đang bị, tức là tại đây và bây giờ của mình lúc này đó là đang là bị. Vậy thì thời bị tắc bị, tức là khi bị thì thấy là bị. Như Đức Phật ngài nói, này tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, đang bị trói buộc thì biết là bị trói buộc, vậy thôi. Trọn vẹn với cái trói buộc đó và biết cái trói buộc đó thôi, chứ đừng có muốn trở thành cái khác. Bởi vì bây giờ này mình đang bị, mà mình là cứ nhìn qua thái, mình muốn thái. Khi mình bị mà mình muốn thái, hoặc là mình cố gắng tu hành để đạt đến thái, thì đạt đến thái để làm gì? Bởi vì đạt đến thái rồi thì nó không qua bị thái. Cho nên cái này là cái vận hành của những cái định luật trong vũ trụ rồi. Do đó nếu mà mình chọn lựa, bây giờ mình nói trở lại cái xuân hạ thu đông, mình thích giữ lại mùa xuân thì cũng được, tại vì nó sẽ vẫn phải đi qua. Mà mình ghét mùa hạ thì cũng được, nó vẫn ở lại 3 tháng. Vì vậy cho nên tốt nhất là cứ mỗi cái tài đây và bây giờ
mình cứ trọn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó, thì mình sẽ học ra hết. Tức là khi mà nó đi đi một vòng như vậy, cứ mỗi vòng như vậy đó, thì mình sẽ học ra được hết cả chu biến của trời đất. Nên mình nói là dịch tức là sự biến hóa của trời đất này. Mà cái sự nói sự biến hóa trời đất cũng chính là sự biến hóa của mình. Cho nên á, dịch vô vi giả vô tư giả, tức là cứ vô vi vô tư đấy. Cho nên á, tại sao mà đạo Phật là nói là không vô tướng vô tác vô cầu, tức là hệ đáng bị thì bất học, bất không thêm bớt gì cả, cứ bị thôi, không thêm bớt gì cả, mà bị là cứ bị thôi, thời bị tắc bị, thì từ đó biến, từ đó sẽ biến bị quá hệ thống. Thế thôi, cho nên bây giờ mình không cần phải dừng lại mà cũng cần phải cầu gì cả. Nhưng mà khi mình tròn vẹn tại đây và bây giờ, thì Đức Phật ngài nói này, quá khứ không truy tầm. Ví dụ quá khứ là mình tốt đẹp hơn này, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại để quán chiếu là đây. Tức là khi bị thì mình cứ tùy quán ngay đến cái bị đó, khi hành thông thì cứ quán ngay đến cái hành thông đó và không có gì lại đâu cả. Do đó cả thiền tông cũng như thiền nguyên thủy đều nói rất rõ. Thiền tông thì nói là ứng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng có trụ vào đâu hết, nó tới đâu thì mình thấy vậy đó, thấy đó, chứ đừng có trụ đâu đâu hết mà hết, tới đâu thì thấy tánh đó, thấy tánh tức là hết, bị thì thấy tánh bị, mà thái thì thấy tánh thái. Bởi vì như thế này, trong dịch lý này đó thì nó có một cái định luật là các hữu thái cực. Bởi vì mặc dù nó ở quay bí hay là ở quay thật quay thái thì nó vẫn ở trên cái thái cực này. Tức là bây giờ mình có bị hay là thái thì vẫn là ở đó, vẫn đất nước lửa gió hư không một thực tánh. Dù cho là mình bị hay thái thì ở đó cũng là mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng phải có cái gì khác, không đổi đi đâu rồi nó cũng chừng đó, chứ nó không có gì khác. Vì vậy cho nên từ cái mà vạn vật còn lại nó còn 64 quẻ, còn lại nó còn bát quái, còn lại là tứ tượng, còn lại là lưỡng nghi, thì tất cả cái đó đó nó cũng vẫn là nằm trong thái cực của trời đất. Cho nên nó mới, trong dịch lý nó là các hữu thái cực. Trong cái mà mình đau khổ mà mình nhận ra được cái đau khổ thì mình vẫn là nhận ra được cái thái cực ở đó. Trong cái mà hành thông mà mình nhận ra cái hành thông thì cũng là thái cực ở đó, chẳng phải là thái cực đi tìm chỗ thái cực ở chỗ khác. Thái cực nó sẵn có trong tất cả muôn loài vạn vật này, mà cụ thể là cái tại đây và bây giờ. Tất cả cái tại đây và bây giờ đều đã hàm đủ tất cả cái thái cực đó rồi, chứ không đi tìm cái thái cực ở bên ngoài. Do đó đó, thiền tông có thể nói là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Còn Vipassana đó, tức là thiền tiến niệm xứ, thì Đức Phật ngài nói là Anicito Viharati và Na Kinchi Loke Upadiyati. Anicito Viharati Na Kinchi Loke Upadiyati. Anicito tức là không nương tựa, Viharati là sống, sống không nương tựa. Bởi vì pháp đó, nó đến rồi đi, đến pháp đến đi, cho nên không có nương tựa vào đâu được. Chỉ có thấy pháp đến đi thôi, chứ không có nương tựa, không dừng lại. Do đó mới là không vô tướng. Vô tướng tức là mình nương tựa vào một tướng nào là không được rồi. Cho nên là không vô tướng. Mà đã vô tướng rồi thì vô tác, tức là không có làm gì cả, không có tạo tác. Vô cầu, quảng bao gì cầu hết rồi. Thì á là sống không nương tựa, nạ là không, kinh chí là điều gì, không không có bất cứ điều gì. Lô kê trên đời này, trên đời này tức là trong vũ trụ, trong thế gian này đó, u pa đi a tí mà dính mắc, tức là không dính mắc bất kỳ điều gì ở trên đời. Trong cái dính mắc đó đó là có hai cái, nói hai cái cho nó dễ thấy, tức là trong dính mắc đó, dính mắc bởi tham hoặc là dính mắc bởi sân, tức là cái thái độ mà mình chống lại cái này hoặc là mình là muốn giữ lấy cái này, chống lại hay là giữ lấy, thì cái đó gọi là tham và sân. Thì ở đấy đó, là không có thái độ tham sân. Thì Đức Phật ngài nói là một, thái độ tham sân; hai là sống không nương tựa; ba là không dính mắc điều gì ở đời. Thì cái đó đó gọi là tùy duyên thuần pháp.
Viharati là sống, Patipanno là tùy, là theo, Thamma là pháp, Anuthamma là tùy pháp, tức là sống thuần pháp, là sống tùy duyên thuần pháp. Thamma là pháp, Anuthamma là duyên, sống tùy duyên thuần pháp, tức là sống không nương tựa, không chấp trước, không có dính mắc, không có bỏ, không có lấy. Nghĩa là nó đến đi như thế nào thì nó như vậy. Cho nên Đức Phật, một vị giác ngộ, được gọi là Như Lai. Như Lai và Thiền Thể. Như Lai và Thiền Thể đó có nghĩa là đến như vậy, đi như vậy. Tức là khi bị thì bị đến như vậy, rồi nó hết bị, tức là đi như vậy, thì gọi là Thiền Thể. Tức là nó đến như vậy thì cũng vậy, mà nó đi như vậy thì cũng vậy. Cho nên gọi là bậc Như Lai Thường Thiền Thể. Đó là một trong chín cái ân đức của Đức Phật. Đức Phật, hoặc là nói một cách thì đó là đức tính của cái tánh biết. Cái tánh biết vốn nó có sẵn những cái đức tính đó. Nếu mà không có kẹt vào cái bản ngã thì cái tánh biết vốn nó là đến thì đến, đi thì đi. Đến với đến, đi và đi thì giống như một tấm gương á, giống như tấm gương như thế này. Bây giờ ai đến thì đến, ai đi thì đi. 100 người đến thì thấy 100 người, một người đến thì thấy một người, không ai đến thì thấy rộng không. Chứ còn cái gương á, nó không có đòi hỏi gì cả. Cái tánh biết của mình vốn nó giống gương như vậy, là nó không có kẹt vào đâu hết á. Cái tấm gương như vậy á thì nó sẽ không có cái là sống đương tựa điều gì, nó cũng không dính mắc điều gì, và nó sống tùy duyên thuần pháp. Tức là hệ mà cứ có một người đến, mà người đó người da đen thì nó thấy người da đen, mà nó thấy một người da trắng thì nó thấy người da trắng, nó thấy người phụ nữ thì nó thấy phụ nữ, thấy người thanh niên thì thấy người thanh niên, đến thì đến mà đi thì đi. Cho nên nó đâu có dính mắc, đâu có khổ, đâu có ái, đâu có thụ, đâu có hữu, cho nên nó đâu có khổ. Còn á, khi mình khởi lên cái ta tạo tượng như hồi nãy thầy đã trình bày đó, khi mọi người do cái hình thành một cái riêng đó, nó bắt đầu tạo thành một cái ta tạo tượng, tưởng nó là riêng thiệt, mà thực ra không có riêng gì hết, thực ra nó cũng chung à, chứ không có riêng. Nếu mà tưởng đâu là mình là riêng thiệt, nếu mà ví dụ như bây giờ Quệ Thái nó cho rằng là tôi là riêng, anh là Quệ Bị, chứ còn tôi là Quệ Thái, là tôi là riêng, anh có thể so sánh với tôi được, tôi mới là hạnh phúc nhất, còn anh là người đang đau khổ. À, nhưng mà nói xong rồi á là mai đau khổ đó. Cho nên người ta nói là cười người hôm trước rồi hôm sau người cười là vậy. Tại vì sao? Bởi vì á, những cái câu mà mình tưởng đâu là rất là bình thường á, rất không có gì ý nghĩa gì hết trơn á, nhưng mà thực ra nó là một cái đạo lý rất cao. Cười người hôm trước hôm sau người cười, tại vì á, bây giờ mình đang quả thái nhưng mà mai mốt mình sẽ quả bị. Trước sau mình cũng phải chạy một vòng để mà học ra cái bài học đó. Anh đang thái mà anh chưa học được quả bĩ thì anh vẫn chưa giác ngộ được. À, vì vậy cho nên mình phải đón nhận, phải chấp nhận tất cả mọi cái mà mình học, học từng giây từng phút, gọi là thời vị trung chính. Mà như hôm qua thầy đã nói cái câu là dì dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc như thành vì hồ. Vì hồ cái trung hỷ tức là thời vị trung chính đó. Tức là dạng gì lại, cái tâm nó phải dạng gì lại, dạng gì lại để tầng cung chỉ còn lại đất nước và gió hư không và thức tánh thôi, chỉ còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý, và chỉ có thấy nghe ngửi nếm đụng như thế nào thì nó là như vậy thôi. Thì á, lúc đó mình mới là học ra được hết tất cả cái bài học của trời đất, và sẵn sàng học. Bây giờ cái gì đến cũng đến, cái gì thuận lợi thì mình học cái thuận lợi, cái gì mà không thuận lợi thì mình cũng phải nhận đái. Cho nên nó mới sinh ra 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật chính là để mà đủ khả năng để học bất kỳ cái bài học nào đến là mình học bài học đó, chứ không có tìm kiếm cái bên ngoài. Cái mà nói hướng ngoài cầu huyền ở đấy không phải là mình hướng vào bên trong, còn mình đừng có hướng ra bên ngoài, không phải ngoài trong theo kiểu đó. Bởi vì bây giờ nếu mình hướng vào bên trong rồi mình muốn thiền định thiền đồ này kia thì cũng là hướng ngoài. Hướng ngoài là hướng gì? Hướng ngoài là ngoài cái tại đây và bây giờ, chứ không phải là ngoài là bên ngoài này. Ngoài là ngoài tại đây và bây giờ. Tức là nếu mình không tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ đó
thì như vậy là ngoại. Không phải hướng ngoại cầu huyền, tức là bây giờ mình phải hướng nội để mình cầu huyền đâu. Hướng nội cầu huyền cũng là sai. Cũng có nội ngoại chứ, tức là nó tại đây và bây giờ đang như thế nào thì nó là chỉ vậy thôi, chỉ thấy ra vậy thôi, chứ không có, không có hướng ngoại cầu huyền gì cả. Thầy nói như vậy là để mình đưa đến là tu như thế nào cho đúng. Chứ mình là mình đừng chủ quan, mình cứ chủ quan quá rồi mình cứ nói tu cách này tu cách kia rồi người khác tu cách khác cho là mình bài bác, hay là mình cứ muốn bắt người ta phải tu theo kiểu của mình là đều sai hết. Hồi nãy thầy đã nói rồi, đất nước lửa gió hương và thức tánh này, rồi mắt tai mùi lửa thân ý sắc thân thân vị xúc pháp này. Thế thì á, ở trong này á chỉ có là tánh biết. Cái tánh biết này á là nó thấy pháp. Đây là thầy để chỉ pháp bên này. Ở trong mình á chỉ có tánh biết thấy pháp thôi. Cũng như trong thái cực á chỉ có âm thanh. Trong người mình á chỉ có chân và sắc thôi, chứ không có gì khác hết trơn. Thì nói danh sắc đúng, nhưng mà thực ra tánh biết thấy pháp á thì pháp nó không phải là sắc không. Mà lúc mà tánh biết thấy pháp á thì cái pháp này nó sẽ là cả thân thọ tâm pháp, cả tâm tâm sở sắc niết bàn, tức là trong này nó đầy đủ hết á. Thế thì bây giờ mình nói đơn giản là tánh biết thấy pháp, ví dụ như bây giờ qua mắt thì tánh biết thấy sắc, qua lỗ tai thì tánh biết nghe âm thanh, đại khái là vậy. Thì cái tánh biết này á là nó thể hiện qua thấy nghe. Cái tánh biết nó khác với cái biết này là bởi vì á, cái tánh biết á thì khi không thấy không nghe không ngửi không nếm không đụng biết gì hết trơn á, tánh biết vẫn là tánh biết. Nhưng mà cái biết này á, thì cái biết này là biết của ý thức, biết này đó ý thức. Còn cái này nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Còn cái này là ý thức. Hay là mình biết cái đó cho nó dễ hơn, mình nói cái này cho dễ hiểu, nhưng mà mình biết cái kia thì nó dễ thấy vì nó có chữ thức cái trong, nhưng nó dễ. Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Cái tánh biết này á là khi qua con mắt á thì thấy, qua lỗ tai thì nghe, qua ý thì biết, như vậy gọi là ý thức. Khi không có đối tượng của cái thấy thì nó không, không có thấy. Khi không có đối tượng của cái nghe thì không nghe. Khi cái đối, không có đối tượng của cái ngửi thì không có, không có ngửi. Nhưng mà tánh biết thì vẫn cứ còn. Cho nên á, Đức Phật á thì ngài dạy như thế này: trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc. Ba cái này gọi là xúc. Trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết, mà không có cái ta trong đó thì lúc đó đó chỉ có tánh biết thấy pháp thôi, là hoàn toàn vô ngã và niết bàn. Thí dụ như bây giờ đó là ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc chạm, ta biết, thì bắt đầu cái ta khởi lên và hình thành cái ta đó đó ở trong cái phạm vi của mỗi người mà hình thành cái đó. Bây giờ mình có làm cách mấy đi nữa, cho dù ai cũng cố gắng cách mấy đi nữa thì cũng chỉ là thu thập được một số cái mà cái đó nó sẽ khác với người khác. Tức là cái mà mình hình thành đó đó là nó phải giới hạn. Trừ khi mình bỏ cái hình thành đi cái thì cả trời đất nó sẽ nằm trong cái tánh biết thấy pháp. Quý vị thấy rõ điều đó không? Bỏ cái bản ngã đi một cái thì lúc đó tánh biết thấy pháp thì là cả trời đất. Giả sử như bây giờ lúc đó mình cho là có cái ta đi thì ít ra lúc đó là cả trời đất là cũng là ta. Chứ còn bây giờ mà mình hình thành một số cái gì đó, cố gắng sở đắc một cái gì đó thì tức là mình bị giới hạn trong cái mà mình cố tìm kiếm và sở đắc đó. Cho nên là ngày hôm qua thầy có nói một câu: muốn giải thoát cũng là sai. Muốn giải thoát là sai, tức là mình đang ở quậy bỉ mà mình muốn giải thoát đó, thực ra là mình muốn thành quậy thái, giải thoát theo kiểu mình đó, là theo giải thoát kiểu đó là sai rồi. Nhưng mà nếu mình á giải thoát bằng cách là hệ bị thì mình cứ bị tròn vẹn với cái bị đó thì trước sau nó cũng đi qua, nhưng mà cái đi qua đó nó là vô ngã, tức là nó đến thì đến, đi thì đi,
cho nên nó vẫn vô ngã. Nó vẫn vô ngã cho nên nó chẳng là cái gì cả. Khi mà đã vô ngã rồi, tức là nó đã trở về với cái thái cực rồi. Đây là thái cực mà lượng nghi đấy. Thì trong thái cực nó đã lượng nghi rồi, thì bây giờ nó trở về với thái cực với lượng nghi rồi, nó đâu còn phân biệt là bị hay thái gì nữa. Bây giờ nếu mình nói chừng đây thôi, thì mình sẽ thấy là Đức Phật Ngài nói là, nói với ông Bahiya là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Thì ông Bahiya đặt đạo quả A-la-hán liền. Nghĩa là lúc đó ông mới thấy ỏa thì thấy ra là buông ra hết trơn rồi, thì cần gì nữa, buông hết trơn rồi. Buông hết trơn rồi thì lúc đó tánh biết tự thấy pháp thôi. Đâu có gì đâu trong đó nữa mà phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Nhưng mà ông ấy đang như thế nào thì ông vẫn đang là như vậy. Chứ đâu phải là ông phải đi qua cái khác. Từ khi ông đạt được A-la-hán thì đâu phải là ông trở thành một cái khác. Mà hết trở thành cái khác thì không bao giờ là A-la-hán được. Bởi vì A-la-hán chính là bỏ tất cả những cái ý muốn trở thành cái khác. A-la-hán có nghĩa là như vậy. Thế thì bây giờ mình muốn giải thoát, tức là mình muốn trở thành cái khác là sai lầm. Nhưng mà giải thoát tức là buông hết cái bản ngã ra thì liền lập tức là cùng trời đất là một. Vậy thì bây giờ thế này, nếu như biết thấy pháp một cách sáng suốt định tĩnh trong lành thì còn gì để làm gì nữa không? Không còn chuyện gì để làm nữa hết. Tức là chỉ cần là hệ tánh biết thấy pháp một cách sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Còn lúc đó là khổ thì cứ khổ, vui thì cứ vui. Tức là đang như thế nào thì cứ như vậy. Miễn là ở trong trạng thái nào vẫn cứ sáng suốt định tĩnh trong lành là được, là không còn gì để tu nữa hết. Hay nói một cách khác, sáng suốt định tĩnh trong lành chính là tu. Bởi vì lúc đó sáng suốt định tĩnh trong lành là cái bản chất của tánh biết. Nhưng mà sáng suốt là tuệ, định tĩnh là định, trong lành là giới. Sáng suốt định tĩnh trong lành là gì? Tức là cái tánh biết nó tự ứng, cũng là hồi nãy như qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó không hề bị một cái tham vọng, tham muốn, tham sân si hay là bạn ngạ gì đó che lấp hết trơn á. Thì lúc đó đó sáng suốt định tĩnh trong lành là thấy pháp là rõ ràng nhất. Mà pháp từ nó đó là luôn luôn là ở trong thực tánh pháp. Tất cả các pháp luôn đang ở trong thực tánh pháp. Chỉ có qua tham sân si. Đây bây giờ mình lấy tham sân si đi. Nếu qua cái bản ngã tham sân si thì lúc đó pháp không còn là pháp tánh nữa, mà là pháp là cái tướng ảo của pháp. Cho nên á, qua tham sân si thì pháp trở thành là giả, không còn là thực tánh nữa, mà là giả tướng, chứ không còn là thực tánh nữa. Nhưng mà bây giờ á, hễ mà trong lành định tĩnh sáng suốt thì nó sẽ không có tham sân si. Khi mà trong lành định tĩnh sáng suốt á, thì trong lành là giới, định tĩnh là định, vật sáng suốt là tuệ. Khi có giới định tuệ thì cũng có tham sân si. Như vậy á thì tánh biết lúc đó sẽ thực tánh pháp. Còn khi qua bản ngã tham sân si đó thì lúc đó sẽ thấy là giả tướng, chứ không còn thấy pháp thực nữa. Và khi mình đang sống với tất cả tham sân si của mình đây này thì thấy toàn là giả tướng hết, không có cái gì là thực hết. Cho dù mình có nói là mình đang tu để mà đắc cái này đắc cái kia hay thân thành cái này hay nói gì đi nữa cũng vẫn là giả tướng hết, vì do bản ngã tham sân si tạo ra hết. Cái đó mới là nhất thiết duy tâm tạo. Cái mà duy tâm tạo đó chính là cái mà tâm như công hòa sư hòa chung chung u ấm đó. Nhất thiết thế giới trung vô pháp như bất tạo, không có cái pháp nào mà trong trời đất này mà không do tâm tạo. Nhưng mà không phải tâm nó tạo ra cái hoa này được đâu. Nhưng mà bây giờ nhìn cái hoa là tâm nó tạo đủ thứ hết. Chỉ tâm tạo là vậy đó. Cho nên cả cái cuộc đời này nó đang là niết bàn. Phật thì thấy cuộc đời này là niết bàn. A-la-hán thì thấy cuộc đời này là thanh tịnh. Còn người sân là thấy cuộc đời này là cuộc chiến tranh. Nó là vậy thôi. Tâm tạo là vậy đó. Nếu mà cái bản chất của tâm, bản chất của tánh biết á, thì nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Vì vậy cho nên á, nếu người nào mà Đức Phật Ngài nói hãy mà buông được cái này liền mà sáng suốt định tĩnh trong lành liền á, là giống như Bahiya là đắc quả A-la-hán liền.
đơn giản vậy thôi. Tại sao mà Bhagya đắc quả A-la-hán liền? Tại vì Bhagya đã trải qua từ kiền qua khôn qua thái, đã trải qua trải nghiệm hết trơn rồi, cho nên bây giờ nói ra là nó buông hết luôn. Còn bây giờ một người á mà không thấy gì cả, đầy cả tham sân si, mà lại là cũng lấy cái tham sân si đó để muốn thành Phật thành A La Hán á, thì là chỉ có thành ma thôi, chứ không thể nào thành Phật thành A La Hán được. Nguyên tắc là như vậy. Như vậy á, cái giới định tuệ này gọi là từ tánh giới định tuệ, tức là nó phát xuất từ trong cái tánh biết này mà nó ra, cái nó tự nhiên nó có. Bây giờ hệ mình buông cái bạn ngã tham sân si xuống thì cái giới định tuệ nó liền đầy đủ lập tức. Cho nên ngài Huệ Năng mới nói rằng là hà kỳ từ tánh bộ từ quốc, quá thế nó không ngờ đâu, nó đầy đủ hết trơn rồi, chẳng có cần thêm bất gì đâu. Chứ nhãn mới nói là bất tố, bất tịnh, bất tâm, bất nhãn. Nếu đã không rồi, trong cái không trung đấy tức là trong cái không còn cái bạn ngã tham sân si nữa, thì trong đó là không có cấu, không có tình, không có tăng, không có giảm gì hết trơn. Nó là thực tánh chứ không có tăng giảm gì hết trơn. Vì vậy cho nên á, cái phương án tu thứ nhất mà nói là phương án tu cho thực ra không tu, tánh biết tu cho không phải mình tu. Pháp thì từ vận hành chứ mình đâu có làm gì được. Rồi cái tánh biết thì thấy pháp chứ mình đâu có làm gì được đâu mà tu. Pháp cứ diễn ra cho mà thấy rõ ràng ràng vậy thôi, bây giờ làm sao mà tu được nữa. Thì lúc đó tánh biết tu thôi, do đó chỉ cần sáng suốt định tâm tông lành là được, không cần gì nữa. Nhưng mà bây giờ thực ra với cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành như vậy đó, thì đôi lúc á trong cuộc sống á, cái sáng suốt định tịnh trong lành nó không phải dừng lại ngay đó, mà nó sẽ tùy lúc mà nó ứng ra. Thì cái ứng ra này đó chính là thần trọng chú tâm quan sát. Bây giờ dạ sử đi cái pháp này là đang đi, bây giờ đang đi, thật ra đi đó là nó cũng đầy đủ hết rồi. Đi tức là cũng mắt tai mũi thân ý đang tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, rồi có nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức trong cái đi đó. Do đó trong cái đi đó nó cũng đã bao gồm hết tất cả các pháp. Vậy thì bây giờ một là mình sáng suốt định tĩnh trong lành mà đi. Nếu mình cứ đi mà mình tâm mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ việc đi thôi, chẳng có chuyện gì nữa. Nhưng mà bây giờ khi đi ngang qua một cái chỗ thì lại thấy là đinh rải đầy hết trơn, thì lúc đó là phải đi là phải cẩn thận mà dò từng bước coi thử chỗ nào có đập đinh không này đó. Lúc đó mình mới là đi cho thật kỹ nè. Lúc đó cái tánh biết nó tự động phát sinh ra cái thần trọng chú tâm quan sát liền. Cái này không phải là của thầy cho mà tất cả mọi người đều có hết, không phải là thầy nói là thầy nói ra tức là thầy đem pháp đó thầy cho mọi người đâu, mà pháp đó là mỗi người đều có sẵn hết. Từ trong cái tánh biết rồi nó sẽ phát ra cái thần trọng chú tâm quan sát, thì cái này á thầy gọi là từ tánh giới định tuệ. Còn cái này á thầy gọi là tùy dùng giới định tuệ, tùy dùng hay tùy nghi giới định tuệ. Bởi vì thần trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ, mà nó ứng ra. Cái này á không có luyện tập gì cả, nó tự có chứ không luyện tập. Mà hễ tâm càng rộng lành trong sáng chừng nào á thì nó càng ứng tốt chừng đó, còn cái bản ngã mà xen vào nhiều chừng nào á thì nó càng ứng là càng khó ứng chừng đó, được không? Bây giờ thứ ba, trong khi mình đang may áo thì mình thần trọng chú tâm quan sát để may áo, khi mình lái xe thì mình thần trọng chú tâm quan sát để lái xe. Nhưng mà lúc đó có một cái chuyện gì đó mà làm cho mình cứ nghĩ tới, đang lái xe đi tới sở nhưng mà cứ nghĩ là con mình ở nhà bệnh, cái tâm mình cứ nghĩ tới chuyện con mình ở nhà bệnh, mà thực ra cứ nghĩ con mình ở nhà bệnh rồi có lo sợ gì nữa thì mỗi thôi, nó đâu có giải quyết được chuyện gì đó. Nó bệnh là nó bệnh, hơn nữa nếu mà một cái người đã giác ngộ đó thì sẽ thấy rằng là nó bệnh tức là do cái duyên nghiệp của nó đang bệnh để nó học ra bài học của nó, cho nên á buông cái lo đó ra, buông cái lo nó ra đó thì gọi là tinh tấn. Buông cái lo nó ra một cái
mà lúc đầu mà mới lo một cái thấy một chiếc xe nó xẹt qua một cái là mình giật mình rồi đó. Tự nhiên cái thắng một cái ảo. Thực ra lúc đó mà thắng cái ảo đó là cũng do tánh biết nó phản ứng. Nhưng mà tại vì á, do mình lơ là, do mình nghĩ đến cái chuyện con mình ở nhà mình, cho nên lúc đó mình mất cái mà tròn vẹn với thực tại. Do đó một chiếc xe nó chạy qua một cái là mình thắng cái ảo. Cho nên á, khi cái tâm mình nó bị lôi cuốn ra ngoài thì lúc đó không buông lung theo cái tâm chạy ra ngoài đó gọi là tinh tấn, mà không còn buông lung theo cái chạy bên ngoài tức là tinh tấn rồi thì cái tâm đó sẽ trở về với thực tại gọi là chánh niệm. Chánh niệm là không có niệm gì cả, chánh niệm có nghĩa là trở lại với thực tại thôi. Đa phần á, mình ăn thiền á, là mình chánh niệm mình tưởng là phải niệm cái này qua cái khác, niệm cái khác qua cái nọ, không phải vậy. Mà chữ niệm đó có nghĩa là trở về với thực tại, tức là đang lái xe thì bây giờ trở về với lái xe đi chứ đừng có nghĩ tầm bậy nữa. Mà cái mà mình nghĩ tầm bậy nó sẽ rất nhiều. Cái người thương con thì nghĩ tới con, người đang lái xe để đi đầu tư một cái số gì đó nghĩ tới làm sao có lợi hay không, quên lái xe. Thì á, cái đó nó làm cho mình thất niệm. Thất niệm này, vọng niệm này, tạp niệm này, đó là ba cái mà nó cứ lôi mình ra khỏi cái thực tại. Vậy thì buông cái thất niệm, vọng niệm, tạp niệm đó đi đó, thì nó sẽ trở về với thực tại. Buông đi cái vọng niệm, tạp niệm đó gọi là tinh tấn. Trở về với thực tại gọi là chánh niệm. Và trở về với thực tại mà không có bị gì che lấp cả thì lúc đó gọi là tỉnh giác. Như vậy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác cũng không có làm gì cả, chỉ có buông cái mà vòng nó đi để mà trở về với cái thật thôi. Nhưng phương án này là phương án thứ ba. Trong cái phương án này đó là chánh niệm có gì, chánh niệm nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là sực nhớ lại, tức là đang nghĩ tầm bậy đó thì sực nhớ lại cái đang làm, cái là đang lấy xe, sực nhớ lại đó cũng là tinh tấn. Và khi nhớ lại rồi, tức là trở về lại rồi thì gọi là chánh niệm. Và khi trở về lại rồi thì mình sẽ lái mình biết rất rõ. Trong cái chánh niệm này đó còn mang một cái tính nữa là tính chú tâm, tính định tĩnh ở trong đó, tức là ba cái này mấy cái này nó thông với nhau này. Trong tỉnh giác là có sáng suốt, có quan sát. Trong chánh niệm là có định tĩnh, có chú tâm. Trong tinh tấn là có trong lành, có thần trọng. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác có nghĩa là đừng để cho cái tâm nó chạy ra một bên ngoài. Hãy đi thì cứ đang đi đi, hãy đứng thì cứ đứng đi, ngồi thì cứ ngồi đi, lái xe thì cứ lái xe đi, may áo thì cứ may áo đi, ăn cơm thì cứ ăn cơm đi. Đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Chứ không có bắt cái tâm nó phải theo cái này, bắt cái tâm nó phải theo cái kia. Thì cái mà bắt tâm theo cái này theo cái kia lúc đó lại là rơi vào bản ngã tham sân si nữa rồi. Trong những cái này đó là luôn là loại trừ bản ngã tham sân si. Nếu mà mình làm theo những cái phương án này không có bản ngã tham sân si. Nhưng mà bởi vì chúng sanh á, thực tế của chúng sanh á là nó có bản ngã tham sân si. Còn bạn ngã tham sân si, bây giờ mình nói mấy nó cũng chịu ý thức được, nó vẫn cứ bạn ngã tham sân si thôi. Cho nên á, lúc đó đó Đức Phật ngài mới phải chế định lên một cái thứ tư, đó là cái giới định tuệ, chế định ngũ giới này, thập giới này, giới sa di này, giới tỳ kheo này, giới tỳ kheo ni này, hoặc là định hơi thở này, rồi định niệm Phật này, rồi định gì đó, thì cái này nó thuộc về chế định. Cho nên ở đây này, cái này gọi là minh sát giới định tuệ. Minh sát giới định tuệ này là thiền tông ứng dụng cái này này, mà thiền nguyên thủy cũng ứng dụng cái này này, nói cho cả các cái là ứng dụng cái này. Nhưng mà niệm Phật, trì chú hay là bên nguyên thủy là hành thiền định, hành thiền tuệ hay giữ giới thì nó lại nằm ở dưới này.
tức là cái này nó gọi là chế định giới định tuệ. Chế định tức là tạm thời ứng ra, chứ nó không có trong thực tâm. Vậy thì bây giờ như thế này, nếu người nào mà chưa thể tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được thì cứ phải giữ giới, phải hành thiền định, phải hành tuệ. Nhưng mà nhớ rằng á, là cái đó chỉ là pháp tạm thời thôi. Cũng giống như mình đó, bây giờ cái chân mình bị tai nạn, cho nên bây giờ cái chân là mình đi không vững, đó mình phải dùng cái nàng hay là dùng cái xe lăn. Thì cái này là chính là cái nàng và xe lăn. Cái nàng và xe lăn này chỉ sử dụng đến một mức độ nào đó, rồi mình phải tự tập mà đứng dậy mà đi, tức là phải lên cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì mới được. Chứ còn ở dưới này đó thì vẫn là chưa. Trong cái giới định tuệ này á, không bao giờ mình có thể đạt được cái giới định tuệ một cách hoàn toàn được cả. Vì cái này nó là tương đối, nó là chế định ra thôi, cho nên chế định là để đối trị thôi. Cho nên á, chế định này á, nó là tương đối. Nhưng mà tương đối này đó, thì đối với chúng ta đó, là nó vẫn có một giá trị. Cho mình phụ nhận cái giới định tuệ này. Ví dụ như người nào cần giới định tuệ, giả sử một người đệ tử mới vô tu, mà thầy nói quên hết giới định tuệ đi, thì lúc đó nó sẽ là lo lập loại không? Cho nên đó, lúc đó đó là phải dạy giới thật kỹ, dạy cho nó hiểu giới này giới kia thật kỹ, rồi phải tu thiền định. Người nào mà thích hợp với niệm hơi thở thì niệm hơi thở, người nào mà thích hợp với niệm Phật thì niệm Phật, hay là trì chú hay là cái gì đó đều nằm ở đây hết. Hoặc là bên thiền tông mà tham công án, nên nhớ rằng thiền tông mà kiến tánh thành Phật từ tổ huệ năng mà trở lên đó chưa có phương pháp. Nhưng mà từ tổ huệ năng trở về sau đó thì có phương pháp, tức là vẫn là giới định tuệ chế định. À, mình phải hiểu ra cái điều đó. Nếu không hiểu ra điều đó thì mình không hiểu được là thiền tông ở giai đoạn nào thực sự là ở tự tánh, còn giai đoạn nào là ở giai đoạn mà còn ở nơi pháp chế định. Chế định đó là chỉ để đối trị thôi, tức là anh chàng này anh chưa có được thì bây giờ anh phải tham công án, hay là anh phải biện pháp này biện pháp kia để cho anh là. Thì biện pháp đó chính là cái giới định tuệ này. Thì bây giờ thầy không nói rằng là phải là sáng suốt định tĩnh tâm lành, bởi vì mình chưa sáng suốt định tĩnh tâm lành được, mình biểu ta sáng suốt định tĩnh tâm lành sao được. Thì nói là thần đồng tu tâm quan sát, thần đồng tu tâm quan sát cũng không được thì phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác không được thì phải là tu theo giới định tuệ chế định. Do đó cái đó đó nó phải tùy vào căn cơ trình độ của mỗi người, chứ không bắt ai phải là như ai được. Đó là cái phương án mà để cuối cùng á là trả tánh biết lại cho tánh biết và trả pháp lại cho pháp. Tu là trả tánh biết lại cho tánh biết, trả pháp lại cho pháp, chứ không phải tu là đem cái bản ngã ra để mà cố gắng là đạt được cái này hay là cái khác. Cái tánh biết á, lúc mình ngủ nó vẫn còn à, nhưng mà nó hoạt động ở dưới tình trạng là vô thức. Ví dụ như một cái người mà bạn ngã tham sân si nhiều, cái bạn ngã tham sân si nhiều đó vẫn tánh biết, vẫn là tánh biết, không có mất mát gì đâu hết trơn á. Nhưng mà khi cái bạn ngã tham si nhiều đó thì lại là sử dụng tánh biết ngang một mức độ mà bạn ngã nó cho là như vậy. Cho nên á, cái bạn ngã nó mới giới hạn cái tánh biết nó lại ngang cỡ tầm cỡ của mình thôi, thì nó mới là tà nghiệp. À, như hồi nãy thầy nói là có mấy cái định luật ở trong đó tà nghiệp. Khi nó tà nghiệp đó, đó nó mới là đưa vào một cái bộ nhớ. Giống như cái computer đó, cái bộ nhớ này ở trong duy thức người ta gọi là a lại giá thức, mà trong Phật giáo Nguyên Thủy thì gọi là pha văn ga. Pha văn ga là hữu phần. Hữu phần tức là hữu ở đây có nghĩa là sự sống, sự tồn tại.
thì mặc dù á, bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý khi ngủ là không, mắt tai mũi lưỡi thân ý không có hoạt động, nhưng mà tánh biết nó vẫn còn, cho nên mình mới sống, thì mình vẫn thở, thì mình vẫn đập, máu mình vẫn chảy, tất cả mọi hoạt động vẫn cứ hoạt động như thường, mặc dù là lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân ý không hoạt động, nhưng mà tánh biết nó vẫn vẫn là điều khiển sự hoạt động của cả một cái mà mình nói là vô thức. Vô thức ở đây đó có hai nghĩa, cho đừng có hiểu lầm chữ vô thức. Vô thức nghĩa thứ nhất là vô thức có nghĩa là mình không ý thức được. Ví dụ như ai nói gì mà tâm mình ngơ ngơ đâu, cho nên mình không có ý thức. Cái không ý thức được đó, đó cái vô thức kiểu đó, đó là sai. Nhưng mà cái vô thức ở trong cái pha văn ga đó thì nó lại là hoạt động rất là sáng suốt, rất là chính xác. Có khi những cái mình tính toán trong ngày mình tính toán không ra, nhưng mà là trong ban đêm á nó lại là tính toán ra. À, cho nên cái tánh biết của mình á, dù nó ở trong vô thức, tánh biết nó vẫn làm việc thường, nó biến nhân thành quả, nó làm tất cả mọi cái chuyện ở trong đó, nó giải quyết tất cả mọi cái tự động. Cho nên nó là tánh biết ở trong vô thức cuối cùng làm dữ dội hơn là cái tánh biết mà mình sử dụng ở trong hữu thức. Người ta nói cái hữu thức với vô thức như thế này. Ví dụ như đây là mặt biển, thì một cái tảng băng nó nổi trên mặt biển á, nó chừng đó, nhưng mà dưới này là rất là nhiều. Cái này á, nó là hữu thức, còn cái này là vô thức. Vô thức á, nó hoạt động nhiều hơn cả hữu thức. Kể cả khi mình hoạt động mà mình cho là hữu thức á, cũng do vô thức điều động luôn. Cho nên có những cái người á, làm việc nhưng mà thật ra là bị, theo thân tâm học thì gọi là những cái khuynh hướng xung động ở bên trong vô thức này nó đẩy ra. Xung động tức là những cái khuynh hướng ở trong này, nó hình thành trong này vô số khuynh hướng. Khuynh hướng đó nó xuất hiện lên trên cái bề mặt của thức á, thì cái này gọi là những cái xung động, những cái khuynh hướng xung động. Hướng xung động này đó, nó mới là thúc đẩy cho cái bên ngoài mình hoạt động. Thì khi mình hoạt động có vẻ như là hữu thức, nhưng mà lại bị vô thức chi phối. Thí dụ như thế này, cái người đó đến đánh mình, cái tự nhiên mình đánh lại cái người đó, cái hoạt động mà đánh người đó có vẻ như hữu thức bởi vì mình biết rõ, nhưng mà lại là thúc đẩy bởi một cái tập khí ở bên trong á, thúc đẩy làm cho cái người này làm cái việc này. Có nhiều khi người này không làm chủ được cái việc đó, nhưng mà khi nó xảy ra đó thì người đó biết, người đó ý thức được, nhưng mà vẫn là do vô thức điều khiển nhiều hơn. Trong vô thức nó có những cái rất là lạ lùng. Trong vô thức đôi lúc nó giải quyết những vấn đề qua những giấc mơ. Giả sử như bây giờ vị sư là thầy tu, thì trên hữu thức á, mình phải đóng vai một người tu, cho nên là mình tu hành, cho nên là ai làm gì thì thôi không sao. Nhưng mà vô giấc ngủ á, thì nó biểu hiện cái nội tâm của cái người đó, là thấy chim bao là đánh cái người kia. À, ví dụ như vậy. Nhưng mà vì sao vậy? Thực ra cái đó cũng là cái hay. Cái hay á, là ở trong hữu thức á, nó bị vô nén, cho nên nó phải xuất hiện ra trong cái vô thức á, để nó giải quyết, để cho nó thỏa mãn cái ý đồ của nó. Cho nên á, thực ra tất cả những cái hoạt động đó mặc dù vô thức, nhưng mà nó lại giải quyết cho những vấn đề hữu thức, những cái vấn đề của đời sống. Thế đấy là một cái mà cả một cái môn phân tâm học người ta, hay là tâm lý học người ta tìm kiếm mày mò đó, thì trong Phật giáo mình là chuyện đó rất rõ. Nhất là người nào á, cái rõ không phải là rõ bằng pháp học, mà cái rõ bằng cái kinh nghiệm mình á, thì sẽ thấy rất rõ. Cho nên á, thế giới hữu thức vô thức gì lúc đó mình sẽ thấy ra hết. Thì á, cái tâm của mình á, không thể nói là nó thường còn. Nói thường còn cũng là sai, mà nói là nó chấm dứt cũng là sai. Do đó đó, có thể tạm thời sử dụng những cái yếu tố này để mà nói là cái tánh biết này á, là nó không sinh mà nó cũng không diệt. Không sinh không diệt là sao? Ví dụ như nếu nó sinh thì sao có lúc á,
là mình nằm ngủ hay là mình xỉu đi thì không có biết gì hết, mà nó vẫn cứ tồn tại. Tại nó không sinh và không diệt. Bởi vì nếu nó diệt đi thì tại sao nó vẫn cứ có? Nhưng mà nếu như mình nói rằng là nó sinh thì tại sao có lúc nó không sinh? Cho nên nó phải nói là không sinh mà không diệt, không thường mà không đoạn, không khứ không lai, không có không không. Thì cái chứ không có không nói cái nào được hết. Bây giờ nói có thì tâm ở đâu đưa đây coi? Không có. Nói tâm đưa đây coi thì không có. Nhưng mà không có làm sao mà thầy nói là nghe là hiểu được? Tức là có. Tức là nói không cũng được, mà nói có cũng được. À, mà nói mất cũng được, mà nói còn cũng được. Mà nói là nó thương cũng được, mà nói là nó đoàn cũng được. Thì á, cũng qua cái đó mình thấy là trong Phật giáo, nếu là cái tâm mà ở dưới cái dạng của cái nghiệp của cái bản ngã thì nó sẽ tục sanh theo cái nghiệp của bản ngã đó để mà tái sinh, để gặt cái quả đó. Bởi vì đã gieo nhân rồi á thì nó phải gặt quả. À, cho nên á là nếu mà đứng về cái phương diện cái bản ngã và cái nghiệp đó, thì là nó không thể chấm dứt được, mà nó phải tồn tại để nhận cái quả trong tương lai. Cho nên chết có thể tái sinh lại trong rồi chết đi. Bởi vì chết đi á thì cái tất cả cái nghiệp lực của mình á nó vẫn vào trong vô thức. Và khi vào trong vô thức á thì nó sẽ xuất hiện lại ở trong một cái điều kiện trong kiếp sống tương lai. Cái đó gọi là tái sinh. Chứ không phải là hết. Mà chết là cái sự tương tục của cái tâm ở trong một cái điều kiện khác. Mà cái sự tương tục này đó là nó theo cái luật nhân quả cộng thêm về cái luật nghiệp báo, nên nó là như vậy. Nhưng mà cái mà bản ngã tham sân si thì lại có thể chấm dứt hoàn toàn. Bản ngã tham sân si chấm dứt hoàn toàn, nhưng mà tánh biết thì vẫn cứ không sinh không diệt, không thường không đoạn, không khứ không lai. Thì cái điều này á, nếu mình chỉ nghe như vậy thôi á, thì mình sẽ thấy nó là một cái lý thuyết gì đó cao siêu. Nhưng mà người nào có chiêm nghiệm á, thì sẽ thấy điều đó là rất rõ ràng. Chiêm nghiệm trong đời sống mình thấy điều đó rất rõ ràng. Chỉ cần chiêm nghiệm lại mình thôi. Chiêm nghiệm lại thân, lại thọ, lại tâm, lại sự vận hành của thân tâm, thì sẽ là thấy ra hết rồi. Dạ, trả tánh biết lại cho tánh biết là cái gì thầy? Trả tánh biết lại cho tánh biết, tức là đừng có để cái bản ngã tham sân si xen vào cái tánh biết, thì lúc đó tánh biết nó sẽ là sáng suốt hoàn toàn. Chứ không phải là mình tạo ra được cái tánh biết. Mình là tưởng là mình cố gắng để rèn luyện để giúp tạo tánh biết của mình, nhưng mà không phải. Đức Phật ngài nói là cái mục đích tu đạo Phật á là xả ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Nó từng chữ một rất chính xác. Mình phải xả ly cái bản ngã tham sân si. Khi mà xả ly bản ngã tham sân si á, thì lúc đó là tham á mới là không còn. Tham không còn á tức là đoạn diệt. Đoạn diệt tức là đoạn diệt hoàn toàn tham sân si, đoạn diệt hoàn toàn cái bản ngã tham sân si. Đoạn diệt rồi á thì mới an tịnh. An tịnh tức là lúc đó trả tánh biết với pháp lại cho tánh biết của pháp, chứ không có lăng xăng lao sao nữa. Thì đó là trả lại là vậy đó. Thì lúc đó an tịnh. Mà hệ an tịnh á thì tánh biết sẽ rõ ràng, sẽ sáng suốt, cho nên gọi là chánh trí. Mà chánh trí đó, cái tánh biết đó sẽ thấy pháp đúng như chân như thật, gọi là giác ngộ. Và khi mà tánh biết đã thanh tịnh, đã thấy các pháp như chân như thật thì là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài nói rất rõ ràng là xả ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí, giác ngộ, niết bàn, rõ ràng từng chữ một. Đó chính là quá trình trả tánh biết lại cho tánh biết, trả pháp lại cho pháp.
Đó, cái quá trình nó là như vậy. Đã tánh biết là bởi vì sao? Bạn ngã cho tánh biết là của mình. Rồi á, bạn ngã tưởng đâu là mình làm này làm kia, mình biết này biết nọ. Rồi bạn ngã đó là nói là tôi biết cái này, tôi biết cái kia. Rồi bạn ngã là cái biết của cái bạn ngã là xem vô rồi biết tầm bậy tầm bạ rồi cho rồi làm cho tánh biết là lu mờ đi. Cho nên á, trả lại là vậy đó. Trả lại tức là một quá trình mà xả ly ly tham đoàn diệt an tình chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì xả đi cái bạn ngã tham sân si đó. Nhưng mà cái bạn ngã tham sân si đó nó phải trải qua nó mới xả ly được. Khi nào mà cái bạn ngã nó chưa trải qua cái này đó là nó vẫn còn tồn tại. Chưa thấy sinh, chưa thấy một pháp sinh, chưa thấy vị ngọt của cái pháp đó, chưa thấy sự nguy hại. Nguy hại này chính là cái khổ này, cái khổ ngày hôm qua mình nói này. Thấy vị ngọt không chứ chưa thấy sự nguy hại thì chưa thể nào diệt. Tiến trình này đó gọi là tiến trình xuất ly. Muốn xuất ly khỏi cái bạn ngã thì bạn ngã nó phải trải qua cái sinh lên. Rồi nó thấy nó ngon lành lắm, tức là vị ngọt, rồi nó mới đau khổ, thì đó nó mới diệt. Bạn ngã là cái mà nó mờ ảo đó không biết, nhưng mà nó xuất hiện trong một cái. Thí dụ như bạn ngã làm chồng, bạn ngã làm vợ, bạn ngã làm anh, bạn ngã làm cha gì đó. Tức là nó sinh ra cái bạn ngã làm cha, rồi thấy làm cha là ngon lành lắm, rồi mới đau khổ với làm cha, rồi khi đó mới không còn làm cha nữa. Rồi khi đó nó mới thoát ly. Cho nên á, cái mà chu biến trong tất cả các cái pháp mà hồi nãy thầy nói là các cái dịch lý đó đó, tức là nó phải chu biến qua pháp nào. Ví dụ như bây giờ đang là quẻ thái là mình thấy là quẻ thái sinh lên, rồi thấy thái là ngon lành, nhưng khi nào mà thấy thái là đau khổ thì khi đó nó mới là quả, nó quả. Người xuất ly tức là người đã niết bàn, tức là bắt đầu là cái xả ly này, ly tham này, đoạn diệt này, tức là cái gì đó, diệt nó tức là đã xuất ly thì khi đó mới an tình chánh trí giác ngộ niết bàn. Tâm là tánh biết là tức là cái chức năng quan trọng nhất của tâm. Tánh biết là chức năng quan trọng nhất của tâm, bởi vì tâm được định nghĩa là biết pháp. Nhưng mà cái tâm á thì có yếu tố khác nữa. Thí dụ như là khi mà tánh biết hoàn toàn trong sáng thì gọi là trí tuệ. Khi có trí tuệ đó thì cái tâm á lúc đó nó sẽ có từ bi hỷ xả, có những yếu tố khác nữa. Nó sẽ kèm theo rất nhiều yếu tố khác nữa. Hồi nãy thầy nói hồi nãy cái bạn mà hồi nãy thầy nói là nói hết rồi, thì phải sáng suốt định tịnh tâm lành, phải thần trọng chú tâm quan sát, phải tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc là phải là giữ giới, phải niệm Phật hay là niệm hơi thở hay là cái gì đó đâu, cũng có rất nhiều cái cách. Rồi trí tuệ để hành thiền tuệ, như là hành thiền tuệ thân niệm thọ niệm tâm gì đó, đại khái như vậy. Cái đó nó từ đầu nó sẽ hết tám thân thi đó. Để theo dõi được cái biến đổi của cái thân thọ tâm pháp này, thì mình dùng cái tinh tấn chánh niệm và tỉnh giác, và mình thấy nó có phải mình thấy được cái chu trình xuất ly khi đó thì cái pháp nó mới diệt được. Đúng vậy, tức là cái thấy đó đó thì nó phải trải qua cái này này. Cái thấy đó đó là nó trải được trọn vẹn như vậy hay là à, có thì có chưa. Ví dụ như có người đang thấy vị ngọt thì cứ thấy vị ngọt thôi. Chừng nào thấy khổ thì thấy khổ. Chứ chừng nào là nó thấy hết cái chu trình này đó thì cái đó nó mới thoát ly được. Còn á thường thường á là mình tu là thường hay sai là thế này. Mình cố ngồi để mình giữ cái tâm cho nó yên, mà mình thấy nó thoải mái, mình tưởng là mình đắc đạo rồi.
nhưng mà chưa thấy là chưa được đâu. Bởi vì nếu mình đang ngồi đó là mình mới được vị ngọt thôi. Chừng nào mà thấy luôn cả cái ngồi đó mà thấy cả cái sự nguy hại của ngồi đó nữa mới thoát ly được cái đó. Còn không nó sẽ bám vào đó. À, đó là vậy đó. Thì cái người này á, bám vào thiền định thì đại khái vậy, tức là cái người nào đang thấy vị ngọt của cái nào đó thì bám cái đó, nhưng mà chưa thấy nguy hại là chưa xuất ly được. Thầy có bốn phương thức mà trong tương lai, thầy có phương thức thứ năm là tham sân si quá độ này, hay là để cho người đó học trên giải kiếp nữa này. Đúng, anh hỏi câu này hay đó. Cho nên đó, có lần thầy giảng đạo thì nói rằng muốn ăn trộm thì cứ ăn trộm đi, vậy là tu đó. Thì là nhiều người phản đối, thầy nói gì tu phải là không, đừng đi ăn trộm, chứ sao nói ăn trộm cứ ăn trộm đi. Thì đừng đi ăn trộm tức là người đó đã biết là ăn trộm là sai rồi, cho nên mới không đi ăn trộm. Còn cái người đang thích ăn trộm thì cứ ăn trộm đi, ăn trộm rồi mới về nó mới lo lắng, mới sợ hãi, sợ công an bắt, rồi nghe gõ cửa mình bởi vì nó tưởng là công an vô, rồi nó trải qua tất cả những cái đó rồi nó mới biết đau khổ của ăn trộm làm sao, nó mới bỏ chứ. Đó là phương án thứ năm đó. Không thật ấy, cái đó là này, nó không phải nó chơi đó, nó nói thật. Bởi vì bốn cái phương án này á là bốn phương án của đạo Phật rồi, tức là cái người mà cũng đã đi đến cái trình độ mà có thể chấp nhận đạo Phật để tu tập rồi. Còn bây giờ cái người mà chưa có chấp nhận đạo Phật, chưa chấp nhận gì hết á, thích ăn trộm thôi, thì lúc đó pháp sẽ theo dõi từng giây từng phút để dạy nó, nhân quả sẽ giúp nó thấy ra. Mặc dù Phật không dạy được nhưng mà pháp thì dạy từng giây từng phút. Thầy nói đừng lo, cái nào mình làm được á, theo giới định tuệ chế định nên là còn cao lên được nữa. Cho đến bây giờ mà mình buông ra thì mình thấy là hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh đông lành, bây giờ mình thông dong tự tại á, thì cái đó là khỏi nói rồi. Mà tới đó đó thực ra đó cũng đã thường ăn trộm chứ không phải với ai đâu á. Vậy tại sao Phật mà thương yêu tất cả chúng sanh? Nếu mà thành Phật rồi là ghét chúng sanh mới phải chứ. Tại vì thành Phật rồi thì mình thấy mình trong sạch, mà chúng sanh sao mà ăn trộm ăn cắp rồi tầm bậy tầm bạ vậy mà làm sao mà thương nổi. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại thương? Tại vì Đức Phật đã từng ăn trộm rồi và đã từng học cái bài học đau khổ đó như thế nào rồi, cho nên bây giờ thấy nó ăn trộm mới là thương nhá. Nó bây giờ nó đang học cái bài học đó thật là đau khổ mà không nói được, đành phải để nó học bài học đó để pháp dạy thôi. Đúng cái câu hỏi rất chính xác. Thầy có một số Phật tử tu tại gia trên quy trình tu thì họ mong cầu là cái vãng sanh tới phương cực lạc, thì như vậy nếu mà còn mong cầu thì như vậy là nó có đúng không thầy? Trong kinh Pháp Hoa nói rất rõ là cái nhà nó đang cháy, mà bây giờ cái người cha nó đứng ngoài mà đại vô đem nó ra cũng không được, bởi vì nhại vô là nó chết luôn cả con cả cha luôn, cho nên đứng ngoài mà kêu nó ra nó không chịu ra vì nó ham chơi trong này. Bây giờ mới nói dù nó rằng là con người ra ngoài này đừng chơi trò nó, trong ngoài này cứ chơi cái này to đẹp hơn, cái này ngon lên hơn nhiều, mà nó chạy ra để cứu được nó thôi. Thì á cũng người ta cũng vậy, người ta đắm chìm trong tài tình danh lợi sắc thân nương vị xuất pháp bị đủ thế, chìm đắm trong đó, cho nên đó bây giờ đó là nó cứ ham tiền, ham bạc, ham vàng, ham châu báu. Bây giờ nói đó, lo niệm Phật, nhưng mà niệm Phật á thì mục đích thực ra là để nhất niệm. Bởi vì niệm Phật rồi á thì nó nhất niệm thì nó trở về với chính mình. Nó trở về với chính mình thì lúc đó tâm nó sáng suốt ra nó mới ngộ ra rằng là thì té rồi tánh biết thấy pháp chứ có gì đâu. Cho nên lúc đó mình thấy rằng là thì là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình, tức là té ra khi tâm mình tình nó thì tức đó tức là cõi tình độ rồi. Cho nên bước lao đàng chỉ đáo Tây Phương, không có phải mệt nhọc một giây mà cũng đã lên Tây Phương rồi, một sát na cũng đã lên Tây Phương, có nghĩa là ngay đây là Tây Phương rồi. Thì cũng lý là cùng một thôi, lý đâu có hai đâu, lý thì bằng một, để giúp cho người ta trở lại với chính mình. Cho nên khi mà trở lại với chính mình rồi á thì thấy ra rằng là quả thì té ra là từ tánh là Di Đà, từ tánh là tánh biết rồi,
đã được tánh biết chính là Di Đà. Và cái tâm thanh tịnh thì thấy thấy tất cả các pháp là thanh tịnh, thì lúc đó tất cả các pháp đó là tịnh độ. Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây là nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàng trị đáo Tây Phương. Một cái niệm Di Đà mà không còn cái một cái tạp niệm nào khác nữa thì khỏi cần phải lên Tây Phương. Bất lao đàng trị đáo Tây Phương tức là khỏi cần lên Tây Phương. Bất lao là khỏi cần mệt nhọc, đàng trị là một sát na, tức là khỏi cần phải qua một sát na để lên Tây Phương. Thì cái đó Đức Phật Ngài nói là Sanditto Akaliko, tức là ngay đây mà thấy, chứ không cần phải đâu nữa. Cho nên đó là tùy kỳ tâm tình tức Phật độ tình. Thế khi nào mà tâm mình tình đó là tình độ, là gọi tình độ. Rõ ràng. Thế bây giờ còn thế này, cái người nó niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật cho đến cái lúc mà tâm nó nhất niệm. Khi nhất niệm rồi á thì không còn có vòng niệm, không còn tạp niệm, không còn thất niệm, tức là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên á, từ nhất niệm đến vô niệm, vô niệm đến chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác tức là để làm gì? Để cho tánh biết thấy pháp. Thì còn gì nữa thì một thứ thôi chứ không có khác. Cho nên á, phải tình đồ rất là hay. Bây giờ này, thầy đặt ra câu hỏi này. Nếu như một người mà niệm thật tốt rồi đó thì lên cõi Di Đà liền, như tại sao chết đi mới lên? Nếu một cái người mà đã niệm mà cái tâm đó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, thì đi lên đi xuống cõi ta trên đó chơi chứ. Phải không? Mình bây giờ có màn hình, có mấy cái phim rồi đàng hoàng, mà mình niệm Phật đã nhất niệm rồi thì lên trên đó ta quay phim về cho mọi người coi, phải hay không? Cho nên cái chết này nó không phải ý nghĩa đó, mà chết đi cái bản ngã. Khi chết đi cái bản ngã tham sân si đó thì cái tánh biết sẽ là hướng dẫn tất cả mọi hoạt của mình, cho nên gọi là Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Tức là khi mà mình niệm Phật mà phải chết đi kia, chứ không chết đi là chưa được. Tức là niệm Phật mà còn cái bản ngã niệm Phật là vẫn chưa được. Khi nào niệm Phật mà không còn cái bản ngã niệm Phật nữa đó, tức là đã chết đi. Mà chết đi á, bản ngã không còn nữa, tức là đã xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. An tịnh là tịnh độ đó. Chánh trí là lúc đó Đức A Di Đà hướng dẫn đó, thì giác ngộ Niết Bàn. Cho nên khi Đức Phật đã hướng dẫn lên cõi Tây Phương rồi thì từ đó đó là mới là vào cái cửu phẩm liên hoa, tức là lúc đó mới là tu để mà trở thành tu đạo hoàng, tu đạo hàm an, hàm an đạo với quả là tám, Niết Bàn là chín, gọi là cửu phẩm liên hoa. Vậy thì nói như vậy thì nó cũng vẫn trở lại đúng như tinh thần nguyên thủy, tức là nếu anh đã trở lại chánh niệm tỉnh giác thì sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, buông hết cái bản ngã rồi, thì lúc đó sẽ là nếu mà buông được cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì đắc tu đạo. Cái buông nữa thì thành A-la-hán. Nhưng mà trước tiên là bắt đầu là phải trở về để chánh niệm tỉnh giác cái đã, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cái đã. Cho nên cái diệt ở đây là diệt cái bản ngã. Diệt bản ngã rồi thì trí tuệ nó sẽ dẫn cho mình đi đến là tu đạo hoàng, tu đạo hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Cho nên gọi là sinh lên Tây Phương thì có cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu. Tức là nói ý hết, tất cả là nói ý hết, chứ không phải là đó là biểu tượng, là nói ý. Rất hay, đáng ca ngợi. Nhưng mà bởi vì không hiểu ra cái ý đó, cho nên bây giờ phải cố gắng niệm để mà được cái này, để được cái kia. Mà thành ra đó, càng niệm thì càng xa Phật A Di Đà. Càng niệm mà tâm tham càng phát sinh lên, càng muốn cái này, càng muốn cái nọ, muốn vàng nhiều hơn, muốn kim cương mạ não nhiều hơn, muốn được hết bệnh, muốn có lợi. Một người nghèo đó mà bây giờ niệm Phật cái tự nhiên giàu rồi. Mà nếu mà cứ mà niệm việc hiệu đó đó thì càng ngày càng xa cái tánh biết để thấy pháp. Nên sợ gì mà thầy nói cái nguyên lý như vậy là để cho mình thấy ra, để cho mình tu gì cũng được, muốn tu tịnh độ cũng tốt, nhưng mà phải tu cho đúng. Thầy muốn là làm sao mà mọi người đều thấy rõ ra
Nhất cho con tu kiểu gì được, ai muốn tu thiền tông, ai muốn tu tịnh độ, ai muốn tu gì được. Theo là theo mình thôi chứ, mọi người cứ theo mình thôi chứ, có gì đâu xem. Thưa thầy, thầy giải thích cho, qua kể giải thích cho con chú thêm về cái nghiệp. Rồi thì làm sao mà nó còn cái nghiệp nó đi theo mình. Cái nghiệp đó có phải là cái quả của cái hành động tham sân si không? Thì đúng. Tức là cái nghiệp á, là cái nhân mà mình tạo. Khi mà mình tạo một cái nhân á, thì nó sẽ trải qua một trái quá trình để mà hình thành cái quả. Cho nên á, là tất cả mọi sự sống á, đều là một chuỗi, là tiến trình của sự sống, tiến trình tâm, tiến trình tất cả mọi cái đều là tiến trình hết. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy á, cái đặc biệt của Phật giáo Nguyên Thủy mà cái nổi bật nhất á, đó chính là diễn tả tất cả theo tiến trình. Vậy thì á, cái sự sống mình á, là nó tùy theo vào cái duyên nghiệp của mình đã tạo mà nó sẽ là đưa đến cái hậu quả của nó. Đã tạo rồi thì nó đưa đến hậu quả. Ví dụ như mình đã bắn ra một mũi tên rồi thì mũi tên nó sẽ từ bay cho đến khi nó hết cái đà của nó rồi á, là nó rớt xuống. Để coi. Cái nhân quả nó cũng vậy, tức là mình đã tạo ra một cái nhân thì cái nhân đó nó sẽ đi cho đến khi nào nó đến cái quả. Thì thực ra nói là nhân quả là đây là nhân đến đây là quả, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tức là trong cái quá trình mà nhân quả này nó đã trong cái nó hình thành từng ly từng tí cho đến khi mà mình thấy cái quả là mình tưởng đó là quả. Bây giờ nói như thế này cho dễ hiểu. Mình gieo một hạt ổi thì mình nói đó là nhân. Sau này là mình mới có trái ổi mình ăn thì mình gọi đó là quả. Nhưng mà thực ra để mình xem này, khi gieo cái hạt ổi thì cái tiến trình nhân quả đó nó sẽ làm việc từ cái hạt ổi này, rồi hạt ổi mới gặp nước là cái duyên này, cái duyên nó mới bung ra này, bung ra nó mới lên một cái mầm này, cái mầm nó mới là đâm lên chồi này, chồi nó bắt đầu mới ra lá này, ra lá rồi nó cao lên, nó bắt đầu nó ra cái cành này, cái cành nó càng cao lên, nó ra cho đến cái lúc mà nó đầy đủ thì nó ra cái trái. Thì mình chỉ nói cái hộp với cái trái thôi nên mình nói là nhân quả. Chứ thực ra nhân quả là nó suốt cả một tiến trình từ nơi cái chỗ gieo cái hạt nhân này cho đến khi có cái quả đó. Quả đó cũng thành nhân luôn, quả đó gieo xuống lại thì ra cái ổi khác. Cho nên ấy, nhân quả là một cái mà không phải đơn giản như mình hiểu là cứ nhân ra quả. Bây giờ mình khoan nói nguyên cả cái đoạn mà mình nói một trái thôi. Một cái hoa nó mới nhú lên, cái hoa nhú lên cái rồi mới nở ra là nó thụ phấn xong rồi á, nó bắt đầu nó mới rụng cái cánh đi, rồi nó mới kết cái trái trong đó, nó mới hình thành cái hộp trong đó, rồi nó mới trải qua những cái mà cái duyên một hồi nó lớn lên là từ cái chỗ mà lúc đầu đó nó chát ngầm mà. Thế mà sau này nó chín rồi nó ngọt. Thì là nó trải qua cả một cái phản ứng nhân quả dài cho đến khi nó hình thành. Thì nó hình thành ngang đó mình gọi là quả. Cho trên thực tế đó nó vẫn tiếp tục cái nhân quả của nó. Vì vậy cho nên là nó vô thị vô chung. Thế là ví dụ như bây giờ mình nói cái hoa này nó sinh ra cho nên nó có thị có chung, nhưng mà trên thực tế đó thì cái yếu tố đất nước lửa gió trong nó đó thì vô thị vô chung. Nó chết cái này đi rồi á, nó thành đất thành nước thành lửa thành gió, cái nào nó trả về cho cái đó, rồi thì sau này có duyên thì nó lại hình thành lại, là cứ như vậy thôi. Cho nên á, trong này có những cái mình thấy nó là sinh, mình thấy là có không, nhưng mà trong đó cũng có cái mà nó không sinh không diệt, không cấu không tình, không tăng không giảm, nó ở trong đó. Do đó cái người ngộ là gì? Người là cái người mà không còn nằm trên cái sinh diệt này nữa, mà đã đạt được cái chỗ mà là không sinh không diệt, không cấu không tình, không tăng không giảm nữa. Tức là cũng như là cái 64 quẻ bây giờ trở về thái cực đó, là vậy đó. Mà trở về thái cực không có nghĩa là bỏ cái 62 quẻ đó, cũng vẫn ở trong của 62 quẻ đó, mà cái người giác ngộ rồi á, thì dù cho mình ở trong quẻ nào cũng vẫn là thái cực. Người giác ngộ là như vậy. Tức là bây giờ mình đang ở đây đang nói chuyện như thế này thì vẫn là tánh biết thấy pháp. Còn người mà chưa có ngộ ra điều đó thì cứ tưởng là cái bạn ngã này đang nói chuyện với bạn ngã kia. Thôi. Cho nên á,
cái nhân quả nghiệp báo đó, thực ra là mình chỉ biết một cách đại khái như vậy để mình để rồi còn mình sẽ từ lắng nghe chiêm nghiệm từng chút để thấy ra. Thế còn mình lý giải đó, thì gọi là bất khả tư nghị. Cái đó Đức Phật, một trong những cái điều bất khả tư nghị đó là nói đến cái nhân quả của cái nghiệp báo, là cái nó bất khả tư nghị. Cái người giác ngộ không có nghĩa là hoàn toàn phải thấy ra cái đó, mà là thấy cái đó là một chuyện đương nhiên. Thế cho nên cái trải nghiệm đó, quan trọng là trải nghiệm. Mà trải nghiệm của cái người giác ngộ thì vẫn là từng giây phút vẫn là trải nghiệm của cái tại đây và bây giờ. Ở tại đây và bây giờ họ vẫn là tự do giải thoát. Nhưng mà cái trải nghiệm đó, để đến khi mà có thể thấy tất cả các pháp như Đức Phật ngài là Loka Vidu, tức là biết rõ thế gian. Sau khi mà Đức Phật ngài là Arahant, tức là thanh tịnh, rồi Samma Sambuddho là thấy rõ cái tiến trình này. Cái này là Samma Sambuddho đó, tức là Đức Phật ngài thấy tất cả các pháp qua tiến trình này hết trơn rồi. Cho nên là gọi là Samma Sambuddho. Thì Samma Sambuddho xong rồi á, tức là đã thanh tịnh, đã thấy rõ các pháp rồi, thì lúc đó là Vichacharana Sampanno, tức là minh và hành đã túc. Minh hành túc là đã đầy đủ cả minh lẫn hành. Rồi thiền thể, Như Lai thiền thể, tức là lúc đó là không còn bị vướng kẹt đâu nữa, tự do thông dong tự tại, không còn vướng kẹt đâu nữa. Rồi cái đến là Loka Vidu, tức là biết rõ hết cả thế gian. Đó, đại khái vậy. Thì á, nói chung là cái mục đích mà thầy qua Úc đây á, là để chia sẻ với quý Phật tử để mà mình thấy rõ Phật pháp. Ý thầy là muốn là chỉ lại cái gốc. Khi mình nắm được cái gốc á, thì lúc đó mình sẽ không sợ là bị lạc. Còn cái ngọn á thì sao không được, cái nó tùy duyên. Nhưng mà phải thấy cái gốc. Còn nếu mà mình bị rơi vào cái ngọn thì đúng là mạt pháp. Mạt pháp tức là chỉ biết cái ngọn mà không biết cái gốc. Rồi vậy thì bây giờ mình nghỉ ở đây ha, mai tiếp. Những điều